Hello các bạn. Làm cái clip hướng dẫn test cái bộ RFID đó của Jabra, model là FX7500 của Jabra. Ngoại hình nó đây thì nó gồm một đầu độc, một adapter, một đầu độc nè, một adapter nè, một sợi cáp anten và một cái anten. Như vậy là đủ một cái bộ RFID ha. Thì bây giờ mình sẽ kết nối. Đầu tiên là chúng ta kết nối cái cáp anten trước, cáp anten với cái anten trước ha. Đây, anten có cái đầu đây. Cáp đồng trục nha, nó xài cáp đồng trục. Lưu ý là khi mà chúng ta thực hiện các cái thao tác này là thiết bị FX7500 không được cấp nguồn nha. Đây, gắn nó vô và dặn vặn con ốc này mà mình thấy nó trơn tru á thì bắt đầu mình mới vặn tiếp ha, và vặn chặt luôn. Đây là cái đầu, một đầu của cáp anten là gắn gắn vào cái anten nha. Đầu còn lại là gắn vào cái FX7500. Thì ở đây nó có, mình giới thiệu sơ luôn ha, nó có bốn bọt để gắn anten, tức là một cái đầu độc này gắn được bốn cái anten. Cái này là cổng IO thôi. Rồi cho nên nó có những cái mình cần dùng hiện tại là cổng LAN, cổng mạng vào một trong bốn cái đầu, bốn cái bọt anten đây ha. Thì cái đầu rồi bây giờ mình gắn luôn ha. Cái đầu còn lại của cái cáp anten á mình gắn vô, giờ ở đây mình gắn vô bọt số 2 đi. Thì cũng tương tự như cái đầu bên kia nha, mình vặn mà mình thấy nó trơn tru á, mình vặn mà mình thấy nó trơn tru thì mình mới vặn tiếp nha. Còn không thì phải vặn ngược ra để vặn lại nha. Cái chỗ này nó cũng sẽ hết sức lưu ý, tại nếu mình vặn nó bị trật cái ren á thì nó sẽ không có tiếp xúc tốt, hoặc là nó hư luôn nha, nó hư luôn cái ren này là không 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 sử dụng cái bọt nó được nữa. Đó, mình vặn thấy nó trơn tru vậy là ok ha. Rồi tiếp theo là gắn cáp mạng. Gắn cáp mạng, một đầu cáp mạng còn lại gắn vô máy vi tính hoặc là gắn vô cái switch ha. Thông thường mình test thì mình gắn trực tiếp vô cái máy vi tính của mình luôn. Rồi một đầu của cái, bây giờ mình gắn tới cái cục nguồn ha. Rồi ở đây để mình lấy nét lại mình hướng dẫn luôn, cái này nó hơi khó lấy nét lại. Rồi các bạn để ý nè, ở trên cái rắc nguồn nè, nó có hai cái này giống như hai cái chốt, hãng nó làm giống như hai cái chốt á, hai cái chốt, hai cái tay ra, các bạn thấy không? Hai bên nè, nó hơi nhỏ quá khó thấy, để ý ha. Là đây mấy mình kẹp vô đây, đây hai cái tay bên đây, đó, đấy hai cái tay đây, bên đây một cái nè. Nó thì ở trên cái rắc ở trên cái đầu đầu độc á, nó cũng có hai cái khoảng trống, hai cái rãnh để nó khớp với hai cái chốt đó ha. Thì mình cắm, mình canh cho vừa, cắm vô xong rồi mình vặn xuống là khóa không rút ra được ha, khóa cái rắc DC này luôn ha. Rồi đầu còn lại ở cái adapter thì cấp nguồn, nguồn ở đây cái adapter này nó chạy nguồn auto ha, từ 110 cho đến 220V ha. Rồi cấp nguồn và chờ cho cái đầu độc nó khởi động. Lưu ý ha, nó khởi động cũng khá lâu á, các bạn nhìn trạng thái led nha. Sáng màu cam nhưng mà do qua cái ánh đèn này nó thấy nó giống như cái màu trắng luôn á. Mình để full luôn nha, không cắt nha. Để biết là nó khởi động lâu hay là nhanh nha. Một cái lưu ý là những cái đầu mà cái cáp anten nó kết nối vô cái chỗ connector là chúng ta phải hết sức cẩn thận. Chỗ này nó bấm rất là dễ bị bung, bị hư nha. Không có được gấp cái cáp anten này, không có được gấp khúc lại nha. Nó sẽ nhanh hư. Đấy, rồi bây giờ là trạng thái đèn nó là nó sáng xanh như thế này, có nghĩa là nó sắp sắp à, nó chớp chớp nó sáng xanh như vậy, có nghĩa là nó khởi động xong.
Thì bây giờ bắt đầu bước tiếp theo là mình qua máy vi tính nha. Ở đây mình dùng cái tool của hãng luôn nha. Cái tool của hãng nó có cái tên là 123RFID. Cái này các bạn lên trang của hãng, trang Jabra là chúng ta có thể download được về cài đặt. Nó cũng đơn giản ha, không có yêu cầu gì nha. Rồi mình double click mình chạy nó. Rồi một cái muốn test nó thì mình bắt buộc là cái thiết bị của mình á, nó sẽ có một cái địa chỉ IP. Ở đây mình đã có một cái địa chỉ IP sẵn, cái do mình lấy cái con này là của khách hàng ha, thì nó có địa chỉ là 192.168.10.70.11. thì bắt buộc cái cạc mạng của mình cũng phải đặt IP tỉnh ở cái lớp mạng này luôn thì nó mới tìm thấy được cái con EBIT của mình ha. Thì ở đây bây giờ mà sau khi mình khởi động cái ứng dụng 123RFID lên thì nó có cái mục nè, file reader nè, mình bấm vào đây. Ở đây nó đã thấy rồi nhưng mà mình muốn file để cho các bạn thấy nó như thế nào nha. Mình file đó, thì nó sẽ tìm kiếm nè. Đó, mình file tiếp đấy, nó sẽ tìm thấy nè, nó thấy được IP của cái đầu độc EBIT 7.5 rồi nè. Bây giờ mình bấm connect. Connect. Rồi connect xong mình sẽ qua cái tab là rig và mình bấm start. Ở đây nó hiện lên luôn các bạn thấy không, anten 2, hồi nãy mình gắn vô cái bọt anten số 2, ở đây nó hiện anten 2. Rồi bấm start đấy. Bây giờ mình đâu có bỏ cái gì đâu, không bỏ cái tắt gì lên cái anten này hết nha. Rồi bây giờ mình thử bỏ, kiếm một cái tắt mình bỏ lên thử coi. Không, cái này nó không phải là RFID. Để mình kiếm cái thẻ. Rồi, ở đây mình có hai cái thẻ. Nó mới đi ngang qua nó đọc rồi nè, hai cái thẻ này. Bỏ lên đây nè. Đấy, nó đọc. Bạn thấy nó đọc không? Đó. Hiện tại thiết bị của mình đang đọc đó. Hai tắt. Đấy. Đấy, ok, vừa rồi là mình hướng dẫn các bước để test cái bộ RFID của hãng Jabra có model là FX7500. Rồi các bạn xem video thì nhớ cảm thấy hay thì cho mình xin một like cũng như là chia sẻ video giúp mình nha, ủng hộ kênh nhé. Bye bye các bạn.